Nhớ bố mẹ quá nên cháu tưởng tượng ra thế thôi. Về trên ấy, các bác các chú thỉnh thoảng sẽ đưa cháu về đây thắp hương cho bố mẹ. Đúng rồi. Với cả nhá, nếu như bây giờ mà Vừa không đi thì chị Trà cũng sẽ không đi. Mà chị Trà ở đây, biết đâu thằng Cương nó lại đến, nó bắt chị Trà thì sao? Đúng không? Cháu ở đây một mình cũng được, chị Trà cứ đi đi. Em ở đây ai chăm sóc em? Em bị chết đói à? Em biết nấu cơm, em biết nấu mèng máng. Em ở đây, em không đi đâu cả. Thôi được rồi, nếu cháu không muốn đi, cháu cửa lại. Chú sẽ cử người chăm sóc cháu theo đúng tiêu chuẩn con nuôi của đồn biên phòng. Ý anh là sao? Thì thằng bé đã không muốn đi, chúng ta ép làm gì? Con Trà, để đảm bảo an toàn cho cháu, chú sẽ đón cháu về nhà con nuôi của đồn biên phòng. Rốt cuộc là anh định làm gì? Tạo ra một chỗ để chúng ta có thể qua lại và giám sát điểm nóng này. Và vị trí này là rất phù hợp. Bất đắc dĩ thôi, vì suốt thời gian qua chúng ta đã làm không hiệu quả. Đồn trưởng ạ, anh mới lên đây nên chưa rõ tình hình. Mọi thứ trên này không phải là 1+1=2. Chúng ta phải dựa vào dân, chứ không thể lợi dụng dân, nhất là trẻ em. A Xá là một bản sát biên, có đường biên giới dài 12 km, có rất nhiều những đường ngang ngõ tắt qua lại giữa hai bên, hầu như là không có rào cản tự nhiên đáng kể. Thậm chí đường biên còn chạy qua nương của bà con, chỉ vài bước chân thôi có thể chuyển ma túy từ bên kia sang. Từ A Xá chúng ta có thể dễ dàng di chuyển đến Pha Nhiên, Thượng Hàn, Hạ Hàn và thậm chí là về thị trấn. Căn cứ vào địa hình này, tôi khẳng định đây chính là điểm đen, là nơi trung chuyển và tập kết ma túy. Chính vì vậy, chúng ta sẽ thành lập tổ công tác địa bàn. Chúng ta vẫn đang duy trì một tổ phòng chống Covid ở biên giới. Cùng với đó, cắt cử các cán bộ chiến sĩ luôn kiểm tra, rà soát trên địa bàn. Nếu bây giờ chúng ta đặt thêm một tổ nữa thì quân số sẽ thiếu. Theo tôi không cần thiết. Không, tôi quyết định chúng ta sẽ đặt tổ công tác địa bàn tại nhà của A Vư. Bước đầu tạo áp lực tâm lý lên các nhóm đối tượng, dần dần tạo tiền đề cho việc gây dựng cơ sở. Dù thế nào đi nữa, tôi cũng không muốn hai đứa trẻ mồ côi ấy liên quan đến công việc của mình. Vậy phương án của anh là gì? Vẫn phải đi từ công tác vận động quần chúng, thay đổi nhận thức của bà con, kết hợp với chính quyền địa phương, quản lý chặt chẽ những đối tượng liên quan đến ma túy trên địa bàn. Theo như anh, thì bao giờ chúng ta mới phá được án? Phòng chống ma túy chỉ là một trong những nhiệm vụ của chúng ta. Chúng ta còn rất nhiều các nhiệm vụ khác cần phải triển khai. Nói như anh, có nghĩa là chúng ta dĩ hòa vi quý và để cho ma túy hoành hành à? Tôi không nói thế, nhưng vấn đề là cho dù anh có làm căng cũng chưa chắc được kết quả như mong muốn. Chúng ta có thể bắt được những vụ nhỏ lẻ, nhưng không thể giải quyết triệt để được vấn đề. Thôi, chúng ta không bàn vấn đề này nữa. Tôi đã quyết rồi, cứ thế triển khai.